Ngay Bamboo Airways dùng máy bay thải loại của Vietnam Airlines, trong khi Vietnam Airlines dừng khai thác dòng máy bay thế hệ cũ, thì nhiều chiếc Airbus A330 của hãng này từng dùng đang được sơn sửa lại với nhận diện thương hiệu của Bamboo Airways. Sau khi bị báo chí Việt Nam phanh phui, chiều ngày 11 tháng 9 năm 2019 là với báo Vietnam Finance, Ông Nguyễn Ngọc Trọng, phó tổng giám đốc của Bamboo Airways, phản bác nói, thông tin chúng tôi thuê lại dòng máy bay Airbus A330 mà Vietnam Airlines vừa bỏ ra là không chính xác. Theo báo sinh dữ liệu trên Place cho thấy chiếc Airbus A330-200 MSN943 có tuổi đời hơn 11 năm với số ghi danh VNA376 trước đây được Vietnam Airlines Thuê khai thác từ tháng 7 năm 2010 đến hết tháng 12 năm 2018 đã được sơn lại nhận diện thương hiệu của Bamboo Airways. Chiếc máy bay này thuộc sở hữu của công ty cho thuê tài chính hàng không Macquarie Airfurness và thời gian tới sẽ được giao cho Bamboo Airways khai thác, tương tự một chiếc A330-200 khác mang số hiệu MSN962 với số ghi danh VN-A377 được Vietnam Airlines khai thác gần 8 năm từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 3 năm 2018 cũng được sơn lại nhận diện Bamboo Airways. Những chiếc Airbus A330 này đang được sơn sửa tại các phi trường ngoại quốc và sẽ sớm được bàn giao cho Bamboo Airways để đưa vào khai thác bảo sinh nêu rõ. Theo Blaine Porto, tuổi trung bình của máy bay trong đội bay Bamboo Airways hiện đang là 6.9 năm tuổi, với 4 chiếc máy bay có tuổi đời trên 10 năm và sẽ tăng lên 6 chiếc nếu hãng tiếp nhận thêm hai chiếc Airbus A330 nói trên. Ngoài ra, Bamboo Airways còn 4 chiếc khác trên 10 tuổi được Vlanes Brothers ghi nhận ở tình trạng lưu khó. Nói với sinh, ông Nguyễn Ngọc Trọng cho biết đây là những thông tin cũ mà trang Vlanes Brother chưa kịp cập nhật vì Bamboo Airways đào hủy các đơn hàng trên và thay thế bằng việc thuê lại 5 chiếc máy bay Boeing 787-9 Dreamliner. Chúng tôi không có nhu cầu thuê dòng máy bay Airbus A330 mà sẽ hướng tới dòng máy bay thân rộng hiện đại Boeing 787 9 Dreamline. Trong tương lai, chúng tôi sẽ có 35 chiếc máy bay loại này, ông chẳng khẳng định. Tuy nhiên, hãng Bamboo Airways từ chối cung cấp thông tin liên quan việc các máy bay đã được sơn thay đổi nhận diện thương hiệu bên ngoài và các thiết bị và các thiệt hại tài chính liên quan. Trước đó, chiếc Airbus A330 cuối cùng của Việt Nam Airlines đã chính thức rời đội bay của hãng này sau 13 năm khai thác tới 12 chiếc trên các đường bay tầm trung trong nội địa và 15 đường bay quốc tế với 10 thành phố trên thế giới. Việt Nam Airlines, việc ngừng khai thác Airbus A330 nằm trong nội trình lưng cấp các máy bay thế hệ cũ sang dòng máy bay thế hệ mới. Trong khi đó, chiếc Boeing 787-9 Dreamline được mệnh danh là khách sạn 5 sao di động có thể bay liên tục khoảng 15.700 cửa số. Buồng lái của máy bay Boeing 787-9 được trang bị các thiết bị và hệ thống xử lý hiện đại, đồng thời có góc nhìn rộng rãi hơn, giúp phi công dễ dàng quan sát bên ngoài. Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ đèn LED, độ ẩm và áp suất trong cabin được giữ tương đương với áp suất ở độ cao 1,8 km, giảm mệt mỏi cho các hành khách trong quá trình bay. Các cửa sổ được thiết kế rộng hơn, sử dụng tấm kính che cửa thông minh được điều khiển tự động thay vì các tấm che bằng nhựa như truyền thống. Hành khách có thể tự điều chỉnh năm cấp độ độ mờ tùy theo nhu cầu ánh sáng và tầm nhìn, qua đó giảm thiểu hiện tượng chói lóa trong cabin trong khi vẫn duy trì tầm nhìn đối với thế giới bên ngoài. Hạng ghế thương gia bao gồm 28 chỗ ngồi rộng rãi. Mỗi hàng ngang bốn ghế có khả năng ngạ phẳng tuyệt đối 180 độ thành giường nằm, mang lại cảm giác thoải mái cho hành khách, đặc biệt là các chuyến bay đường dài. Tiện ích khoang hạng thương gia được tích hợp màn hình giải trí chuẩn HD 15,4 inch, rộng hơn Boeing 777 tới 5 inch. Hạng thương gia được trang bị thêm tủ ba cá nhân, tai nghe chống ồn, cổng sạc USB và ổ cắm điện 110V. Khoang phục thông đặc biệt được trang bị 35 ghế mỗi hàng ngang bệnh ghế, bố trì theo sơ đồ 232. Các ghế ngồi hàng phục thông đặc biệt có độ sán cách 106,6cm, tạo không gian sử dụng rộng rãi hơn so với các tàu bay khác. Tiện nghi cá nhân tại ghế cũng được trang bị. Màn hình LCD 10,6 inch HD, cộng sạch USB, ổ cắm điện 110V. Quang phổ thông được bố trí 9 ghế ở mỗi hàng và hai lối đi rộng. Tổng cộng có 211 ghế ở hàng phổ thông với đầy đủ tiền nghi. Đặc biệt, Boeing 787 gạch 9 The Dreamliner có thể bay liên tục 8.500 hải lý. Trong một diễn biến khác, Bamboo Airways của ông Trịnh Văn Quyết tăng đội tàu bay cai sát Boeing 787 gạch 9. Sau khi Thủ tướng Chính phủ thông qua quyết định cho phép Bamboo Airways tăng đội tàu bay lên đến 30 chiếc ngày 11 tháng 9, Bamboo Airways của tỷ phú trịnh văn quyết đã chính thức nhận được giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không với số lượng đội tàu bay mới giấy phép do thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê anh tuấn ký và ban hành giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không mới cho hãng bao gồm một số điều chỉnh quan trọng như thay đổi người đại diện hãng theo pháp luật tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp từ 700 tỷ đồng lên 1.300 tỷ đồng, tăng quy mô khai thác đội bay từ 10 lên đến 30 chiếc, bổ sung các chi nhánh của hãng tại Hà Nội, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một sự kiện nằm trong kế hoạch tăng độ tàu bay, mở rộng các đường bay mới kết nối nhiều điểm đến trong nước và quốc tế của Bamboo Airways. Ngoài ra, những chiếc máy bay thân rộng đầu tiên theo đơn đặt hàng mới Boeing dự kiến sẽ được Boeing bàn ra cho Bamboo Airways của ông Trịnh Văn Quyết vào quý 4 năm 2020. Hiện Bamboo Airways đang lên kế hoạch thuê máy bay với các đối tác tiến tới tiếp nhận và đưa vào khai thác mẫu máy bay Boeing 787 9 9 Dreamliner trong tháng 10 năm 2019. Nhấn mạnh hãng không có kế hoạch đưa vào khai thác thương mại, song máy bay thân sổng Airbus A330, lãnh đạo Bamboo Airways cho rằng định hướng mở rộng đôi máy bay của Bamboo Airways thời gian tới đi theo hướng chuẩn hóa hiện đại, tập trung vào dòng máy bay thân rộng Boeing B787-9 Dreamliner và dòng máy bay thân hẹp Airbus A321. Theo lãnh đạo Bamboo Airways, tiến trình phát triển đội bay lên ít nhất 30 máy bay tới quý 1 năm 2020 với các mẫu kỵ trên của Bamboo Airways đạt được chính phủ phê duyệt. Chúng tôi cũng đặt mục tiêu tiếp tục phát triển lên 100 máy bay vào năm 2024. Trước đó, Bamboo Airways dính tới lùm xùm thuê lại dòng máy bay Airbus A330 mà Nam Airlines vừa thay loại. Ông Nguyễn Ngọc Trọng, phó tổng giám đốc của Bamboo Airways cho biết, thông tin chúng tôi thuê lại dòng máy bay Airbus A330 mà Việt Nam Airlines vừa thay loại là không chính xác. Từ đây chúng tôi sẽ thuê thêm 5 chiếc Boeing 787 gạch 9 The Dreamline và đặt mua 30 chiếc Boeing 787 gạch 9 The Dreamline. Trong một diễn biến khác, Bamboo Airways lỗ hơn 300 tỷ đồng sau 3 tháng hoạt động. Theo văn bản của Bộ Tài chính, sau hơn 3 tháng bay, hãng hàng không Bamboo Airways đã lỗ hơn 300 tỷ đồng. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cần cấp ý xem xét kỹ phương án mua thêm máy bay của hãng này. Dù mới chính thức cất cánh vào ngày 16 tháng 1 năm 2019, nhưng Bamboo Airways thuộc tập đoàn FLC đã xin tăng số lượng máy bay từ mức phê duyệt là 10 chiếc đến năm 2023 lên 22 chiếc máy bay ngay trong năm 2019 và 30 chiếc vào năm 2023. Tổng mức đầu tư cũng tăng lên 8.300 tỷ đồng. Vào ngày 21 tháng 6, Bộ Sa tông Vận tải sau khi họp với Cục Hàng không và các ban ngành liên quan đã thống nhất cho Bamboo Airways tăng quy mô từ 10 máy bay như hiện nay lên 30 máy bay vào năm 2023 và báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định Đến ngày 14 tháng 8, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký phê duyệt chủ trương mua thêm 20 máy bay của Bamboo Airways. Tuy nhiên, trong cùng ngày, Bộ Tài chính đã gửi văn bản đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị lãnh đạo tỉnh cần ra soát ký vì hãng này chưa thuyết minh được tính hiệu quả. Trong văn bản của Bộ Tài chính chỉ ra chỉ sau 3 tháng, cất cánh Bamboo Airways đã lỗ 329 tỷ đồng, trong khi đó FLC, công ty mẹ của Bamboo Airways trong báo cáo tài chính năm 2018 đã nợ hơn 13.000 tỷ đồng, chiếm 59% tổng tài sản công ty. Trong văn bản Bộ Tài chính kết luận hoạt động của FLC phụ thuộc vào hình thức huy động vốn bằng vay nợ, do đó FLC cam kết bảo lãnh mọi nghĩa vụ của Bamboo Airways phát sinh từ hợp đồng thuê, mua máy bay thì FLC và Bamboo Airways cần dạy trình khả năng tài chính để thực hiện quyền bảo lãnh nghĩa vụ liên quan. Trong một diễn biến khác, Vietnam Airlines chính thức khai tự dòng máy bay Airbus A330. Theo tin từ Vietnam Airlines, trong 13 năm đưa vào sử dụng, mới đây Vietnam Airlines đã chính thức dừng khai thác dòng máy bay thân rộng Airbus A330. Vietnam Airlines cho biết đội bay Airbus A330 được hãng đưa vào sử dụng từ tháng 10 năm 2006 đã vận chuyển an toàn gần 20 triệu lượt hành khách, thực hiện thành công gần 96.000 chuyến bay. Với số lượng tàu bay ở thời điểm nhiều nhất đạt 12 chiếc, đây là một trong những cảnh bay chủ lực của hãng trên các đường bay tầm trung như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Nha Trang, Phú Quốc và 15 đường bay quốc tế tới châu Âu, châu Úc, Đông Bắc Á, Đông Nam Á. Trong 13 năm đồng hành cùng Vietnam Airlines, Airbus A330 đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi chuyến bay, góp phần vào gần 25 năm an toàn bay của hãng. Sự kiện ngừng khai thác dòng máy bay này đã đánh dấu việc hoàn tất quá trình nâng cấp đội tàu bay thân rộng của Vietnam Airlines từ thế hệ cũ gồm Boeing 777, Airbus 330 sang thế hệ mới gồm Boeing 787, Airbus 350 bắt đầu triển khai từ năm 2015. Đội tàu bay thế hệ mới đã giúp Việt Airlines tiết kiệm nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng giảm đến 20-25% lượng khí thải và tạo điều kiện để hãng cải tiến dịch vụ với trang thiết bị hiện đại như ghế ngồi hàng thường gia có thể ngạp phẳng 180 độ, hệ thống đèn led thay đổi theo hành trình. Việc không ngừng mở rộng nâng cấp đội tàu bay đã góp phần đưa Việt Nam Airlines trở thành một trong những hãng hàng không sở hữu đội bay trẻ và hiện đại nhất khu vực. Đây sẽ là yếu tố quan trọng để hãng sớm chinh phục mục tiêu trở thành hãng hàng không năm sao sau năm 2020, đồng thời là hãng hàng không số có công nghệ hiện đại, giàu bản sắc văn hóa và phát triển bền vững.